Thế thì phác đồ hiện nay nó như thế nào với cái tình trạng của bạn là chẩn đoán là rối loạn cương nhá? Thì rõ rồi, phác đồ hiện nay đầu tiên là nó sẽ cho bạn dùng thuốc, những cái thuốc mà ví dụ Viagra ấy, Tadalafin ấy, đấy là cái thuốc đầu tiên nhá, đấy, ở nhóm PDE5, ức chế PDE5. Nếu mà không thích dùng thuốc đấy, hoặc là dùng thuốc nó không hiệu quả, thì người ta sẽ tư vấn cho bạn là dùng những sóng xung kích mà cái mình đang làm cho mọi người đây nhé. Đấy, ngoài ra thì có một cái nữa là bơm hút chân không, biết cái đấy không? Cái này thì một lần anh đi khám ở cái phòng mạch tư nhân trước khi xong cái đấy thì họ dùng cái bơm hút đấy, họ đặt đấy thì lên đều và nó không sót ở trong thời gian khoảng 2 phút đấy. Dạ, còn cái đạt được độ dung dưỡng là không sót đấy. Ừ, cái đấy thì anh cũng biết một lần. Ok, đấy là phác đồ nha, chuẩn nha. Thế cái thuốc này thì có rất nhiều người và nó là đầu tay bây giờ. Ai thì mà bác sĩ nào sẽ cho dùng thuốc. Đấy, tuy nhiên có những người gặp những tác dụng phụ như là đau đầu, đỏ bừng mặt này. Em lần này uống đang học lớp đấy, cái thời gian buổi tối ấy, em hay biết hay bị gì à, thì nó hay bị nổi mà mình đỏ rồi từ cái lớp chân này đuôi đấy đó rồi. Thì cái anh lớp nó thì có chức năng thôi, nó chưa phải là thuốc. Thuốc này là thuốc khác này, chỉ dùng trước khi quan hệ khoảng 1 tiếng đấy, hoặc là có thể có một số bác sĩ cho uống hàng ngày với cái liều nhỏ thôi. Tuy nhiên là có nhiều người dễ bị gặp tác dụng phụ và họ không dùng tiếp vì rất là đau đầu khó chịu đấy. Cái bơm hút chân không thì cũng vậy. Thế thì đấy, bạn bơm rồi biết nó sẽ lên được. Tuy nhiên bất tiện cái là gì, phải dùng trước khi quan hệ. Cứ lúc trước quan hệ lại phải lấy bơm để ra bơm, hoặc là trước quan hệ lấy thuốc ra uống, thì nhiều người không thích như thế vì nó phiền. Thứ hai là nhiều khi chuyện quan hệ của mình nó là cái cảm xúc, mình cũng biết là lúc nào quan hệ đâu mình chuẩn bị. Thế cái sóng xung kích này nó giải quyết về đấy. Như là sao tôi điều trị cho anh theo liệu trình vào 8 buổi chẳng hạn, thế sau đấy là ngon đấy, còn được bao lâu thì tùy cơ địa của mỗi người nhé.